Một thời, Đức Phật ở tại Du Sơn, thuộc thành Dương Xá, ở miền trung Ấn Độ. Lúc đó có 500 vị A-la-hán và 1.000 vị Bồ-Tát. Các vị cùng ngồi xung quanh Đức Phật, nghe Ngài thuyết pháp. Trong đó có một vị Bồ-Tát là A-nê-sát. Khi Đức Phật đang diễn kinh thuyết pháp, vị Bồ-Tát này thường tịnh tâm ở bên cạnh lắng nghe, yên lặng không vọng niệm, một lòng chuyên chú vào lời kinh. Hạnh cao khó bì về lục độ vô bờ của Bồ-Tát là phương pháp có thể nhanh chóng thành Phật. Vậy thì lục độ gồm những gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí huệ. Hạnh cao khó bì lục độ. Lục độ tập kinh. Tập 1. Bố thí. Trước đây, có một thương nhân tên là Tiên Thắng, của cải vô số. Ông thường đọc kinh điển Phật Pháp, giác ngộ thế gian vô thường, vinh hoa phú quý, tính mạng đều khó giữ. Từ đó biết được, chỉ có công đức bố thí hành thiện mới chẳng hư hoại. Thế nên Tiên Thắng thông báo cho tất cả dân chúng biết, nếu ai nghèo thiếu thì cứ theo chỗ cần dùng mà đến lấy. Bấy giờ quốc thái dân an, dân chúng giàu có. Nhiều tháng trôi qua mà không có một ai tới lấy tiền bạc châu báu. Nếu như không có người nào tới lấy tiền bạc châu báu, vậy chỉ có cách mua thuốc để dành trị bệnh cho mọi người thôi. Tiên Thắng mua rất nhiều thuốc hay, cứu mạng chúng sinh. Lòng từ bi nuôi dưỡng lan khắp, ân huệ không đâu là không thấm. Bố thí trải qua nhiều năm, hương đức tỏa xa. Tiên Thắng hành thiện như vậy, dùng hết tất cả tài sản của mình, nên dự định tự mình đi ra biển tìm của báu. Cho hỏi, mọi người định đi đâu vậy? Chúng tôi muốn tới chỗ ông Tiên Thắng để chữa bệnh, nếu không thì sẽ mất mạng. Tôi chính là Tiên Thắng, mọi người đang chịu thêm chút nữa, đợi tôi quay lại. Hey, thật là may quá, ông ấy chính là Tiên Thắng rồi. Tiên Thắng ngay lập tức trở về nhà, mượn quốc vương 500 lạng vàng, mua thuốc trị bệnh cho họ. Tiên Thắng liền kết bạn với những thương nhân này, cùng nhau ra biển tìm của báu, thu hoạch rất phong phú. Thank you.
sống với sự thù con. Mọi người ráng lên, ráng lên, tôi đi tìm nước xem thử. Nhìn thấy giếng nước sâu trước mặt, lại nghĩ đến châu báu lấp lánh giá trị liên thành mà trên đường đi thu thập được. Các thương nhân nhất thời sanh tâm tham lam, thế là mọi người cùng nhau đẩy Tiền Thám xuống giếng. Ồ, Tiền Thán đâu rồi? Sau khi rời khỏi đây, ông ấy liền chia tay với chúng thần. Bây giờ không biết đi đâu rồi. Không phải là các ngươi tham lam châu báu rồi giết ông ấy chứ? Không có. Chúng thần làm sao mà giết ông ấy được? Bình thường Tiên Thán luôn làm việc thiện, tấm lòng Bồ Tát nhân đức, nhờ đó mà cảm động thần thiên địa kính trọng. Thiên thần đưa tay ra đón lấy ông, nên ông không bị chút tổn thương nào. Tiên Thán rơi xuống giếng thì thấy bên cạnh có một cửa động. Cửa động này thông đến giếng nước của một hộ gia đình. Ông từ chỗ này mà trèo ra được. Thank you.
đi bộ 7 ngày mới trở về được đất nước của mình. Tiền Thản, tại sao Khanh lại về đây không? Chỉ tại dẫn khí của thần không tốt nên không gặp được Châu Báu, cho nên trở về đây không. Có chút kỳ lạ. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Các ngươi nghe đây, nếu muốn sống thì thành thật đem mọi chuyện khai ra, nếu không thì chỉ còn con đường chết. Quốc Dương Tam Hãn. Tiền Thắng biết được chuyện này thì đau buồn khóc lóc, ngay lập tức đến trước mặt quốc vương dập đầu thỉnh tội. Tiền Thắng à, những thương nhân này làm trái pháp luật, họ đáng phải chịu tội mà. Người ngu si sanh khởi tâm điên đảo tà kiến, không đáng để người trí tuệ trách phạt. Xin ngài tha thứ cho sự vô tri của họ. Quốc vương khen ngợi nhân đức bao trùm của Tiên Thắng, bèn tha thứ cho tội giết người của các thương nhân, lệnh cho họ mau chóng trả lại bảo vật. Tiên Thắng nếu không phải là người theo Phật thì làm sao mà có tâm nhân đức như vậy chứ? Đúng vậy. Ông ấy thật là quá tài giỏi mà. Nhờ vào sự nhân đức của ông mà tánh mạng của chúng tôi được giữ lại. Hy vọng ông có thể nhận chúng. Xin đừng từ chối. Tiền Thắng chấp nhận lời cầu xin của các thương nhân, đem một phần tài sản trả cho quốc vương, chỗ còn lại toàn bộ đem đi bố thí. Tiền Thắng khi đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Quốc vương, thần tử, nhân dân bị đức hạnh của Tiền Thắng làm cho cảm động, lần lượt quy y Phật giáo thọ trì thánh giới. Từ đó con cái hiếu thảo, thần tử trung thành, nhận được sự bảo hộ của thiên thần, đất nước giàu có, nhân dân an lạc. Các nước láng giềng kế bên vô cùng bội phục, không ai không khen ngợi.